mến chào anh chị và các bạn. Sunny đang đứng trên con đường 3 tháng 2 Trần Quốc Toàn. Không biết như thế nào giải thích cho anh chị rõ cái vị trí Sunny đứng ha. Phía sau lưng Sunny đó là gần đến con đường Sớm Đức nè. Phía trước mặt đèn xanh đèn đỏ của anh chị, bên phải là con đường Nguyễn Thị Nhỏ, ngày xưa là Dương Công Trừng. Và nếu mà chúng ta đi thẳng hướng này á, thì chúng ta sẽ về con đường Tạ Uyên, nơi con đường Tôn Thọ Tường bán vịt quay, heo quay năm xưa. Và với con đường Trần Quốc Toản 3 tháng 2 này, giữa con đường Nguyễn Thị Nhỏ và Tạ Uyên có một con đường Hà Tôn Quyền. Và hôm nay Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ tới một cái phố sủi cảo, một món ăn rất nổi tiếng của người Hoa, cộng đồng người Hoa ở khu vực này. Và con đường Hà Tôn Quyền rất là nổi tiếng ở Sài Gòn với cái món là sủi cảo anh chị. Và Sunny đang đứng ngay chỗ phường 16, quận 11. Bây giờ thì khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1 tây tháng 11 2021. Và nhân đầu tháng thì Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Một tháng trôi qua, thêm một tháng nữa là chúng ta hết năm rồi. Nhanh quá anh chị. Rồi chúng ta cùng nhau đi anh chị ha. Sài Gòn trở lại như xưa. Nhưng mà đâu đó thì cũng có những sự lo âu, lo lắng đó anh chị. Ca thì nó cứ liên tục nhảy, trung bình thì khoảng 1.000 ca một ngày. Và với một cái đêm lung linh thì của Sài Gòn, Sunny mời anh chị đi cái phố sủi cảo nha anh chị, trên con đường Hà Tôn Quyền. Và từ con đường Hà Tôn Quyền thì Sunny sẽ xuôi theo con đường Hà Tôn Quyền để tới với chợ Bình Tây luôn nha. Có một cái cung đường tròn vẹn gửi anh chị và các bạn. Anh chị cũng biết là nếu mà chúng ta đi thẳng thì dài chúng ta về Việt Nam Quốc Tự, Việt Quá Đạo đó anh chị, rồi ngã sáu Dân Chủ. Rồi chuẩn bị là có một con đường Hà Tôn Quyền xuất hiện bên tay phải. Khu vực này thì đối với cái đoạn 3 tháng 2 Trần Quốc Toản này thì nó vắng anh chị. Đa số là những cái cơ xưởng của người Hoa đó. Nhưng mà mé trên cái hướng trên kia thì đông lắm. Đây, đây là con đường Hà Tôn Quyền. Đèn xanh đèn đỏ phía trước mặt của anh chị đó là con đường Tạo Uyên Tôn Tổ Tường đó. Hà Tôn Quyền. Phố Sủi Cảo. Xa xa thì anh chị thấy những cái phố sáng đèn đằng kia. Ở nơi đây thì bán chè. Phố Sủi Cảo nó tập trung chỉ một cái đoạn thôi anh chị. Nếu mà đi qua con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta ban ngày thì chúng ta có một cái chợ. Lát ghé một cái nơi nào đó mua một cái hộp về cho bé Sunny ở nhà. Đây, quá trời đông. Đông ơi đông, tấp nập luôn chị. Dòng xe, hai bên xe là tấp nập hết. Một hộp mang về. Rất là đông. Bây giờ anh chị thấy không? Em ơi, một hộp mang về để nước riêng nha. Để nước riêng. Rồi nghe lại. Quá đông luôn nè. Đó, cái quán, trong quán người ta nguyên một cái quán rất là đông. Nhà ngồi đầy hết nè. Đây là cái món của cộng đồng người Hoa. Rồi ve đi em.
kia nữa anh nè. Bên đó nữa đông lắm. Một hộp mang về. Mình gọi chưa? Gọi rồi. Đậu cả gì? Đậu nước có nước á. Anh đại của anh này gọi chảo gì? Gọi này gọi không? Rồi tính tiền. Rồi cảm ơn. Rồi gửi tờ tiền rồi nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi chúng ta đi nha anh chị ha, quá đông luôn. Đông không? Quá đông đó. Ở đây thì buôn bán nguyên một con đường này anh chị, và đặc biệt là khúc đầu đó bán rất là ngon. Thì Sinh Y cũng không rành ẩm thực đâu, thì vợ kêu nói ghé cái quán đầu bên phải Trần Quốc Toản quẹo vào, thì Sinh Y quẹo vào, và kế tiếp thì Sinh Y sẽ mời anh chị chúng ta sẽ cùng nhau chạy về cái hướng quận 5 nha anh chị ha, hướng quận 5. Chợ Bình Tây đó, ở trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Và nơi đây thì có hai cái quán lẩu đầu cá, nói chung lẩu gì cũng có, nhưng mà lẩu đầu cá là Sinh Y thấy rất là ngon anh chị. Ở bên phải là Vận Hảo, bên trái là Đông Xuyên. Con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh là anh chị. Ban ngày thì ở đây nó có một cái chợ. Rồi chúng ta đi nha, đi về hướng quận 5. Đấy, nó chỉ có nhộn nhịp một cái đoạn đầu thôi. Đó, người ta ăn uống thì cũng rất là đông, bàn ghế. Ban ngày thì ở đây là một cái chợ anh chị. Anh chị thấy sạp nè. Buổi tối thì dọn dẹp nhường lại cho hai cái nơi bán lẩu. Thì nếu mà chúng ta đi thẳng con đường này thì anh chị cũng biết là chúng ta về với cái chợ Trần Chính Chiếu ngay chỗ bến xe Chợ Lớn đó anh chị. Và khi mà xuyên qua chợ thì đến đây thì nơi một con đường có bán mù lon công tán, đây là phường 15 quận 5 đó. Bán mù lon công tán rất là nhiều, bi sắt mù lon công tán, rồi mấy cái tấm thép. Rồi ở đây thì nó ăn thông với lại chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành luôn. Buổi tối thì các sạp này đều dọn hết rồi anh chị. Sau một ngày làm việc vất vả và người ta mua đồ ở đây rất là đông. Rồi bây giờ các tiểu thương thì cũng phải là nghỉ ngơi thôi. Rồi chúng ta đi thẳng qua bên kia luôn anh chị ha. Đây là con đường Hồng Bàng.
cái con đường cái đó là đường một chiều, không đi được rồi. Xin đi sẽ quẹo ngõ này. Thôi mình đi con đường Tôn Thọ Tường, con đường Tạ Uyên nha anh chị. Trên con đường Hồng Bàng. Và con đường này dẫn chúng ta về chợ Trình Giang Chiếu, rồi bến xe Chợ Lớn. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Trãi với dòng xe ngược về cái hướng quận nhất. Về cái hoạt động kinh doanh mua bán đó, thì đối với Chợ Lớn này chỉ ban ngày thôi anh chị. Ban ngày thì nhộn nhịp thôi, nhưng mà nói với buổi tối thì nó rất là vắng lặng, vắng lắm. Nếu mà dùng từ hoang vắng thì nó không chính xác, vắng lặng thôi anh chị. Hoang vắng thì nó hơi ghê quá. Đây là chợ Trình Giang Chiếu nha anh chị, trên con đường Trang Tử. Và nơi đây thì cũng là một cái nơi bán sỉ về rau củ quả. Bây giờ tất cả các tiểu thương vẫn còn buôn bán, vẫn còn bán và chuẩn bị dọn chợ. Mới ngày nào thôi chợ này thì vắng lắm, nhưng mà bây giờ thì hoạt động trở lại rồi. 580 bán trái cây. Khúc này thì bán trái cây anh chị. Và nơi con đường Trang Tử, nơi có bến xe Chợ Lớn, xin đi nhớ những đón chiếc xe đò và về thằng bạn chơi ở Mỹ Tho. Lúc mà lên đây đi học, xe đò chạy cà xịt cà tan, cà xịt cà tan. Bây giờ thì những chiếc xe đò nó được thay thế bởi chiếc xe bus anh chị. Xe bus có máy lạnh. Đây chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh kế tiếp, đó là chợ Bình Tây. Đây là con đường Lê Quang Sung, con đường Trương Tấn Vũ năm xưa. Và con đường này thì có một cái chợ xin đi gọi là chợ Xe Duyên, chợ Chầu Câu cả nửa thế kỷ rồi. Thời gian thấm thoát trôi cả nửa thế kỷ rồi đó. Rồi hình ảnh chợ Bình Tây gửi anh chị và các bạn. Hình ảnh chợ Bình Tây. Đối với chợ Bình Tây cũng mở cửa hoạt động rồi, nhưng mà cái việc buôn bán thì nó cũng còn từ từ lấy lại thế cân bằng anh chị. Chợ Bình Tây. Và buổi tối thì chợ thì nó vắng rồi. Ở đây là chuyên bán sỉ, và đặc biệt là nơi đây thì có những chiếc xe, những chiếc xe bán bánh tráng Tây Ninh. Nói chung là rất là nhiều cái loại bánh tráng, các chị em rất là thích. Đã hoạt động lại. Đây là con đường Tháp 10. Năm nay thì lễ hội hóa trang Halloween thì đối với con đường Hải Thượng Lằng Ông thì nó không buôn bán, nó không nhộn nhịp bằng năm trước nữa anh chị. Lý do là các dịch vụ vui chơi giải trí thì cũng hạn chế đó, nên chính vậy mọi người cũng không có tổ chức, nên chính vậy nơi bán phục vụ những cái phụ kiện đó thì nó cũng héo queo luôn. Đây là con đường Chu Văn An nha anh chị ha. Đi một vòng ở Chợ Lớn rồi anh chị, để hình ảnh Chợ Lớn về đêm nó như thế nào. Còn mé bên phải thì chúng ta sẽ có những con đường như bến Nguyễn Văn Thành, Phan Văn Khỏe và bãi Sậy á, thì nó vắng lắm anh chị. Nơi đó vắng lắm, dọc cái kênh Hàng Bàng đó. Mấy bữa thì mình nói xóm nghèo Hàng Bàng, có một anh trên kênh thì anh nói là
sai. Ông bàn với ai mà hàng bàn? Dạ không, cái đó là hàng bàn đúng. Và dạ, cái kênh hàng bàn à, ngay chỗ mà cầu Ba Đi Cao, cầu Ba Cảng rồi đó. Kênh hàng bàn, Ba Đi Cao, Ba Cảng, Bình Tiên, Gò Công rồi đó. Những cái cầu bắc qua kênh hàng bàn, men theo cái dòng kênh hàng bàn đó là con đường Bãi Sậy và bến Nguyễn Văn Thành. Ngày thường chợ lớn thì nó đông đúc anh chị, nhưng mà bây giờ buổi tối anh chị cũng thấy nó vắng vẻ, nhà nhà đều đóng cửa, đi mà quẹo qua bên trong thôi. Nhiều lúc đi không có một chiếc xe mà chạy nữa mà. Một hình ảnh rất là hay, rất là thích ứng. Những tiểu thương ở đây bắt đầu là người ta bán đèn nhấp nháy nè, rất là nhiều đủ màu sắc. Đây là cái đèn nhấp nháy cho chuẩn bị lễ Giáng sinh sắp tới nè anh chị. Và hình ảnh chợ Kim Biên, con đường Hải Thượng Lãn Ông. Tony sẽ thực hiện con đường Hải Thượng Lãn Ông nha, một đoạn. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Đồng Khánh nè, rồi về với lại chợ vải Xói Kinh Lâm. Bên phải rất là đông rất là nhiều. Đối với thời gian này đó thì ở đây thì các tiểu thương rất là nhạy bén, mùa nào bán mùa đó. Và cụ thể năm ngoái là giờ này người ta bắt đầu trưng Giáng sinh, những cây thông, những cái đèn chớp tắt. Nhưng mà năm nay thì chưa anh chị, thấy nhà nhà đều đóng cửa. Là không biết là năm nay cái lễ Giáng sinh có được tổ chức hay không. Những cái sớm, những cái cảnh nhà thờ lung linh trong đêm, Tinh Ni rất là thích những cái cảnh đó. Có một vài nơi bán đồ trang trí Giáng sinh rồi anh chị. Nhưng mà không bằng năm ngoái rồi. Thấy nguyên một cái dãy đóng nhiều mà đâu bằng năm ngoái được. Trước mặt anh chị đó là một cái bồn binh. Ở nơi đó có tượng ông Phan Đình Phùng. Và nơi đó có con đường Châu Văn Liêm Tổng Đốc Phương. Sunny quẹo trái để chúng ta về con đường Châu Văn Liêm Tổng Đốc Phương và xuôi theo con đường Đồng Khánh, nay là Trần Hưng Đạo. Cái thời gian trước thì nó có Trần Hưng Đạo A, Trần Hưng Đạo và Trần Hưng Đạo B. Trần Hưng Đạo B thì nói đến khu vực quận 5, chợ lớn. Nhưng mà bây giờ là chỉ là Trần Hưng Đạo thôi anh chị. Cái tên đường đó. Đi thẳng thay vì ra Hồng Vàng và Thuận Kiều, Sunny quẹo trái con đường Đồng Khánh, chợ vải Xói Kinh Lâm, nhà thờ Cha Tam. Để mà thưởng thức những cái món đặc sắc của người Hoa đó thì anh chị có thể là đi Hạ Tôn Quyền, chợ Thủ Đô hoặc chợ Xã Tây vào những buổi tối như thế này. Mình sẽ đi ngang qua con đường Phùng Hưng. Sủi cảo có hai cái món ăn của người Hoa, đó là sủi cảo và há cảo. Sủi cảo là cái hình dáng một chiếc lá bột mì đó anh chị,
rồi họ ép ở trong là có nhân tôm hoặc thịt. Tất nhiên qua thời gian thì biến tấu cũng rất là nhiều. Họ ép giống như thành chiếc lá, họ lấy tay họ nén thành một chiếc lá. Còn há cạo là hình tròn, cũng là nhân thịt. Há cạo là hình tròn. Cái hai cái món thì bây giờ thì đối với ngày hôm nay thì nó biến tấu nhiều lắm, nhưng mà ngày xưa thì nó chỉ có hai món là hấp và nướng, chấm lại nước tương, cho một tí giấm và một tí gì đó nó the the, rất là ngon, thích hợp cho những cái buổi điểm tâm sáng. Nhà thờ Cha Tam, một cái nét pha trộn giữa châu Âu và châu Á của cộng đồng người Hoa. Đây là con đường Học Lạc, chuyên về bán thuốc lá sỉ. Rồi, Sunny cũng rất là vui quay một vài con đường ở khu vực chợ lớn, và đặc biệt là cái phố Sủi Cảo với cái cảnh mà nhộn nhịp đông đúc, gửi tới anh chị và các bạn một cái giây phút mà rất là vui. Điều đó để chứng minh là Sài Gòn từ từ sống lại, hồi sinh. Bà con cũng đỡ khổ, anh chị giờ khổ quá mà, chứ mà cứ kéo dài như thế này thì cũng biết như thế nào, và phải buôn bán lại. Mấy hôm nay thì cũng khó khăn, xăng lên, ga lên, giá cả vật giá thì leo thang, nên rất là mệt mỏi. Đồng lương thì nó không có lên, còn cuộc sống thì khó khăn, nhưng mà cuộc sống thì cũng phải bước lăn bánh và bước tiếp anh chị. Thôi cầu mong là mọi việc hạnh thông, sức khỏe, và Sunny cũng kính chúc anh chị và các bạn có một nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip và lang thang tiếp theo của Sunny Đoàn nhé. Bye bye. Hình ảnh chợ lớn, bến xe chợ lớn cũng nói lời chia tay anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip và tiếp theo của Sunny Đoàn. Bye bye, hẹn gặp lại.